Xin kính chào quý vị, các anh chị cùng toàn thể quý khách hàng đã đến với kênh YouTube mua bán xe hơi của em là Phạm Thương. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các anh chị chiếc Mercedes E250 sản xuất 2011 mà bên em đang bán. Chiếc xe này thì được đăng ký tên cá nhân, biển số Hà Nội, vận hành được 60.000 mai, có ngoại thất màu trắng, nội thất màu kem. Xe thì là phiên bản cuối 2011, đã có đèn led ngang và cần số chuyển trên vô lăng, lấy chuyển số điện tử rồi ấy. Chiếc xe này thì cũng đã được nâng cấp bộ mâm lên bộ mâm của AMG 5 chấu, cực kỳ đẹp luôn ạ. Xe thì lúc nào em cũng cam kết với quý khách hàng là tất cả những chiếc xe mà bên em bán ra đều còn nguyên bản 100%, chưa từng đâm đụng ngập nước gì cả. Bây giờ em mời mọi người cùng xem qua cái ngoại thất của chiếc Mercedes E2011 này nhé, E250. Về phần ngoại thất thì tất cả những cái chi tiết ở trên xe như là các chi tiết nẹp rồi các cái chi tiết dập nổi gân đều còn rất là rõ ràng, chứng tỏ là về thân vỏ chưa có đâm va gì cả. Hệ thống đèn này ạ, sáng bóng luôn. Xe thì đã được trang bị camera lùi rồi, và cả màn hình nữa. Những cái này là những cái nâng cấp thêm, nguyên bản của chiếc E250 2011 này thì là không có. Em mời mọi người cùng xem qua cái nội thất một chút. Xe có nội thất màu kem. Nội thất màu kem thì nó là cái màu mà em nghĩ là đẹp nhất của cái Mercedes E này. Nó sẽ giúp cho cái xe nó cảm giác như rộng rãi hơn và sang trọng hơn so với các cái phiên bản nội thất màu đen. Mạch E thì nó có 3 vùng điều hòa, có thêm vùng điều hòa sau, rèm chắn nắng. Rèm chắn nắng ở hàng ghế phía sau và kính sau. Tất cả những cái chi tiết ở trong nội thất cũng còn đều rất là mới so với cái độ tuổi của chiếc E này. Dù gì thì nó cũng sản xuất 2011, đến bây giờ là cũng 9 năm rồi mà còn giữ được nội thất zin như thế này thì cũng khá là hiếm đấy ạ. Đây ạ, cái về cái xe mà cuối năm 2011 thì lấy chuyển số là số điện tử chuyển lên phía trên vô lăng này. Hai vùng điều hòa, xe thì đã lên màn hình đây. Và cả camera lùi. Đây ạ. Phanh tay, hệ thống đèn auto, lẫy chuyển số, và đây là cái lẫy để đặt hệ thống ga tự động và chế độ limited, giới hạn tốc độ, rất là đầy đủ và an toàn. Hiện tại thì chiếc Mercedes E250 2011 này thì em đang bán với giá là 690 triệu, một cái giá cực kỳ rẻ rồi đấy ạ. Một chiếc xe thương hiệu thì khỏi phải nói rồi, sang trọng, các chế độ tính năng an toàn thì cực kỳ đầy đủ, mà giá thì rất là hợp lý. Quý vị và anh chị quan tâm đến chiếc Mercedes E250 2011 này, em xin mời qua 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội xem xe, hoặc liên hệ đến số điện thoại hotline đang hiển thị ở trên màn hình, em sẽ tư vấn kỹ hơn cho quý vị và anh chị. Bên em thì cũng hỗ trợ khách hàng đi kiểm tra xe, đi test xe tại bất kỳ các cái gara nào mà quý vị và anh chị tin tưởng, hoặc là tại nhà đại lý của Mercedes tại Việt Nam. Hỗ trợ trả góp 70-75% giá trị xe, giao xe tận nhà cho quý khách hàng. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Kính chúc quý vị và các anh chị có thật nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Trước tiên thì mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube của em nhé, theo dõi những cái mẫu xe mà bên em đang bán.
và những em sẽ cập nhật liên tục những cái xe chiếc xe mà bên em mới về. Xin chào và hẹn gặp lại.